Hôm nay chúng ta thay đổi một chút nhỉ, sẽ không phải mình chào các bạn tới kênh Review OS nữa mà sẽ là Mr. Beat. Welcome to back to Review OS YouTube channel. I wish you a good day. Hay là một nhân vật hoạt hình vô cùng quen thuộc, SpongeBob. Welcome to our back to Review OS YouTube channel. I wish you a good day. Và có cả Mario cũng muốn gửi lời chào tới các bạn. Welcome to our back to Review OS YouTube channel. I wish you a good day. Thực ra thì mình đã sử dụng một phần mềm có thể biến văn bản thành giọng nói một cách cực kỳ truyền cảm với lại AI, hỗ trợ rất là nhiều ngôn ngữ khác nhau, tiếng Việt cũng có, tiếng Anh cũng có và cả những ngôn ngữ không phải tiếng Việt, tiếng Anh thì cũng có luôn. Chi tiết thì mời các bạn cùng Công bắt đầu video để tìm hiểu nhé. Và tất nhiên mình là Công, tới từ Review OS. Tất nhiên là để làm được thủ thuật này thì các bạn sẽ cần tải cho mình một phần mềm có tên là iMyPhone VocBox. Và hiện tại thì phần mềm này mới chỉ hoạt động ở trên Windows thôi anh em nhé. Đường link tải phần mềm thì mình sẽ để ở phần mô tả của video này. Sau khi truy cập vào xong thì bạn sẽ vào trực tiếp website giống như mình ở đây. Các bạn chỉ cần chọn cho mình phần Try It Free để tải phần mềm này về. Và sau khi tải xong thì bạn chỉ cần bấm cho mình Install để tiến hành cài đặt. Nói chung là bước cài khá là dễ. Quay trở lại website một chút nhé, phần mềm hỗ trợ các bạn rất là nhiều tính năng và trong đó nổi bật nhất là Text to Speech, tức là biến văn bản thành giọng nói, hỗ trợ lên tới hơn 22 ngôn ngữ và các bạn hoàn toàn có thể sử dụng phần mềm này để phiên dịch được luôn. Hay như thế cơ mà, tí nữa mình chỉ các bạn kỹ hơn. Rồi là hỗ trợ hơn 3.200 giọng nói này, có rất là nhiều tính năng ở trong một phần mềm. Thực ra là mình đã theo phần mềm VocBox này từ khi phần mềm mới được ra mắt, lúc đó mới chỉ có duy nhất hai tính năng là ghi âm và chỉnh sửa thôi. Nhưng mà tới bây giờ thì phải nói là một rừng tính năng và cái mình thích nhất thì vẫn là Text to Speech. Rồi ok, bây giờ chúng ta cùng nhau mở phần mềm này lên nhá. Và như các bạn đang nhìn thấy ở phía trước thì đây chính là giao diện phần mềm của chúng ta. Ở phía bên trái các bạn sẽ là nơi để lựa chọn tính năng. Trên cùng thì vẫn là Text to Speech, tức là biến văn bản thành giọng nói. Ở phía dưới là biến hình ảnh thành giọng nói. Nhưng mà mình đã thử cái tính năng biến hình ảnh hay là scan PDF ấy, thì mình thấy rằng là hai tính năng này vẫn chưa thực sự hữu dụng với văn bản của người Việt Nam. Khi mà mình sử dụng thì có một số chữ nó vẫn lỗi và nói chung là nội dung không đọc ra được. Mặc dù là mình đã copy nguyên văn một cái bài báo và dạng hình ảnh mình đưa vào đây rồi. Đấy, nhưng nó vẫn đang bị lỗi, đâm ra là chúng ta sẽ sử dụng tính năng này sau các bạn nhé. Và tương tự như vậy với lại PDF to Speech, mấy cái tính năng này thì các bạn sử dụng văn bản của nước ngoài sẽ hiệu quả hơn là văn bản của Việt Nam bởi vì đang có dấu. Hay là ở đây chúng ta có tính năng Audio to Speech, tất nhiên đọc là các bạn biết rồi, đưa vào đây một đoạn âm thanh nó sẽ tự động phân tích ra là trong âm thanh đó có những cái từ ngữ nào và cho phép các bạn chuyển giọng lại thành một giọng nói khác theo ý của bạn. Rất là hay đúng không? Hỗ trợ cực kỳ nhiều đôi âm thanh khác nhau luôn, MP3, Wave, M4A, AAC gì đó, đa phần đều hỗ trợ hết. Hay là bạn muốn biến giọng nói thành chữ thì có Speak to Text, tức là biến đổi ngược lại từ giọng nói thành chữ. Rồi phía dưới này các bạn có thêm tính năng download. Tính năng này đang hoàn toàn miễn phí anh em nhé. Các bạn muốn download từ đâu về các bạn chỉ cần dán URL vào đây. Và sau đó phần mềm sẽ hỗ trợ các bạn tải về. Hiện tại là miễn phí tính năng này. Và tính năng record này, rồi là tính năng convert thì mình đã có nói trong một số video rồi. Hay là tính năng edit để chỉnh sửa trực tiếp tệp tin. Và chúng ta cùng nhau quay lên với tính năng Text to Speech, cái tính năng chính ở trong video này. Và để sử dụng tính năng này thì các bạn cần phải lựa chọn cho mình ngôn ngữ đầu vào là gì. Ở đây mình chọn là Việt Nam. Và ngôn ngữ đầu ra, tức là cái mà máy sẽ đọc lên là tiếng Anh hay là tiếng Việt hay là tiếng gì. Có cực kỳ nhiều ngôn ngữ ở đây. Nguyên tiếng Anh thôi đã có tiếng Anh Mỹ này, tiếng Anh Australia, tiếng Anh Canada, tiếng Anh Hồng Kông, tiếng Anh India. Thực sự là một người Việt Nam nhưng mà sử dụng phần mềm này thì mình nghĩ là mình phải làm được audio cho tất cả các nước khác trên thế giới luôn. Và các bạn nhìn cho mình thêm cái phần này nó mới ngạc nhiên. Ở trong cái phần Voice Type, các bạn sẽ được lựa chọn rất nhiều giọng nói khác nhau, đặc biệt là giọng nói Anh Mỹ nhá. Real People, đấy, David này, Braba này, John Karen này, có cực kỳ nhiều giọng khác nhau luôn. Cái này ông nào mà mang đi để lừa nhau thì tuyệt vời, tới công chuyện. Hay là kể cả YouTuber cũng không thoát khỏi phần mềm này. Anh em nhìn trong YouTuber này, MrBeast có luôn. Hay là Angry Joe này, Angry Game Nest. Nói chung là rất là nhiều những người khác nhau ở trong phần mềm. Khi mà mới sử dụng mình còn ngạc nhiên ấy. Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau test thử luôn nhá. Nãy giờ chia sẻ quá nhiều rồi, giờ mình sẽ để là Việt Nam sang Việt Nam. Và với Việt Nam của chúng ta sẽ có ít giọng nói hơn. Hiện tại thì mới chỉ hỗ trợ các bạn là 6 giọng nói mà thôi. Đã tăng thêm 2 cái so với lần cuối cùng mình sử dụng sản phẩm này. Mình đã copy một đoạn text ngắn vào đây và các bạn có thể sử dụng những cái công cụ ở phía trên này để khiến cho giọng nói trở nên tự nhiên hơn. Nhưng mà đầu tiên hãy cùng mình nghe giọng nói nếu như không ẹt bất kỳ một cái gì nhá. Thực ra là nghe như vậy đã khá là ổn rồi. Mình sẽ thử sử dụng giọng nói của Hoài My đi. Đây là một giọng nói mới. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Vũ, trưởng đơn vị điều trị ban ngày, Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, cơ sở 3, ông đã gặp nhiều bệnh nhân đau bao tử, đau bụng do nhiệt vì làm ấm cơ thể bằng nước gừng sả.
Điển hình là bệnh nhân Nguyễn Thái Thanh Trúc, 29 tuổi, thành phố Hồ Chí Minh, tìm tới bác sĩ khám vì triệu chứng đau nóng ở xương ức, có lúc đau cứng bụng. Wow, anh em thấy AI đỉnh không ạ? Chỉ mới đưa một đoạn tin vào thôi mà AI đọc đã rất là chính xác, dấu chấm, dấu phẩy, có ngắt nghỉ, có lên xuống đầu câu, thậm chí là 29 tuổi cũng biết đọc TPHCM là gì, thành phố Hồ Chí Minh. Ngạc nhiên chưa? AI bây giờ đỉnh lắm. Rồi mình chỉ các bạn cách thêm một số thứ vào nhá. Ví dụ phần power ở đây dùng để làm gì là để các bạn ngưng giữa hai đoạn với nhau. Ví dụ là các bạn muốn cái đoạn ban ngày bệnh viện này nó ngưng lâu hơn thì các bạn thêm cho mình một cái power vào ngay ở giữa. Power này có thể lựa chọn 0,5 giây, 1, 2, 3, 4, 5 giây gì đó tùy ý của bạn. Ví dụ mình chọn là power 0,5 giây. Tiếp theo là tới cái phần tính năng speed của chúng ta, nghĩa là để đoạn đọc nhanh lên. Ví dụ mình muốn cái đoạn là theo bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Vũ này đọc nhanh lên chẳng hạn, thì mình chọn phần speed và mình có thể lựa chọn là fast hay là x-fast đọc nhanh tối đa, hoặc là lựa chọn medium để đọc mức độ trung bình, hoặc slow để đọc chậm lại. Ok, chọn fast đọc thử xem thế nào. Và bây giờ tạm thời mình xóa cái đống đằng sau đi các bạn nhé, chúng ta chỉ giữ đoạn ngắn ở phía trước lại thôi để test cho nó nhanh. Và chuyển đổi nào. À mà quên mất không nói là tất nhiên để sử dụng phần mềm này được tối đa tính năng cũng như sử dụng thoải mái, các bạn sẽ cần phải mua phần mềm nhé. Và bây giờ chúng ta cùng nghe thử lại cái đoạn vừa rồi mình chỉnh sửa. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Vũ, trưởng đơn vị điều trị ban ngày. Và đó, như các bạn thấy là đoạn chữ đầu của mình được đọc lên rất là nhanh nhưng mà đoạn sau đọc vẫn là bình thường. Thế còn cái emphasis, size, speed và volume này là gì? Rồi để mình lại đưa lại đoạn văn bản và chỉ các bạn xem. Lúc nãy thì mình demo cái power nó chưa rõ lắm nên giờ mình sẽ thêm lại các bạn nhé. Ở đây mình chọn power và chọn 0,5 giây. Với tính năng speed thì vừa rồi mình đã chỉ các bạn rồi. Chúng ta tới với tính năng tiếp theo là cái emphasis này. Cái emphasis này thì các bạn chỉ cần bôi cho mình đó, sau đó lựa chọn tính năng. Nhưng mà bởi vì là nó đang bị bôi mờ mất rồi, nghĩa là ở giọng nói Việt Nam thì không sử dụng được. Cái này thì mình đã có thử trước đây, đó chính là hỗ trợ các bạn lên tông này, ngang tông hay là xuống tông, sử dụng ở đầu câu cuối câu. Nhưng mà chắc là với giọng Việt Nam thì hơi khó nên đã bỏ qua cái tính năng này đi. Tuy nhiên các bạn vẫn có tính năng size S. Size S này nghĩa là đọc cái đoạn đấy như thế nào. Ví dụ ở cái đoạn này của mình muốn đọc thời gian như là 13 giờ 20 phút chẳng hạn. Đấy, thì bây giờ để đảm bảo là AI của mình đọc đúng thì mình chỉ cần bôi nó lại và chọn phần CS ở đây. Sau đó mình lựa chọn là time. Như vậy thì AI sẽ tự động hiểu rằng đây là thời gian và đọc theo đúng định dạng của thời gian. Ví dụ như là với ngày tháng của chúng ta thì mình có nhập là 12 tháng 2022 ở đây. Sau đó thì mình cũng sẽ bôi lại và chọn phần CS, sau đó chọn phần date ở đây để nói rằng nó là ngày và cần yêu cầu đọc đúng. Hay là các bạn muốn là đánh vần từng chữ một chẳng hạn thì cũng có thể làm được luôn. Ví dụ đánh vần chữ khoa này nhá, mình sẽ bôi chữ khoa này lại, chọn size S và chọn cho mình tính năng spell out. Ở đây nó có khá là nhiều chữ tiếng Anh, có thể là mình dịch chưa chuẩn lắm, thì khi các bạn về sử dụng cứ thử từng cái một cho mình. Và ok, chúng ta để tạm như này thôi, mình sẽ bắt đầu chạy thử đoạn văn bản này. Theo bác sĩ chuyên DIA 2 Huỳnh Tấn Vũ, trưởng đơn vị điều trị ban ngày, Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, 13 giờ 20 phút ngày 2 tháng 12 năm 2022, ông đã gặp nhiều bệnh nhân đau bao tử, đau bụng do nhiệt vì làm ấm cơ thể bằng nước gừng sả. Như các bạn thấy là đã đọc đúng được phần thời gian và ngày tháng của mình rồi, kể cả phần đánh vần cũng đúng luôn, khờ HOA gì đó, Huỳnh Tấn Vũ, cái phần nghỉ 0,5 giây cũng được đáp ứng, phần mềm ok đúng không? Các bạn thêm cái gì vào là xử lý được cái đó. Nhưng mà mình thấy ở trong phần ngày tháng năm của chúng ta thì nó vẫn đọc theo định dạng của nước ngoài, tức là đọc tháng trước rồi tới ngày và tới năm. Các bạn lưu ý điều này khi sử dụng phần mềm nhá. Và bây giờ mình tạm thời sẽ xóa những cái này đi. Thì bây giờ để xóa dễ lắm, các bạn bấm cho mình vào cái cần xóa, sau đó các bạn chọn cho mình phần remove ở đây là xóa được. Hoặc là muốn thay đổi thì bấm vào là bạn sẽ có lựa chọn thay đổi 0,5, 1, 2, 3, 4 gì đó. Tất nhiên không muốn dùng thì lại xóa nó đi. Và ở đây chúng ta còn hai cái tính năng nữa thì mình cùng các bạn thử luôn nhé. Giờ mình sẽ bôi cái tính năng này và mình chọn pitch. Đấy, mình sẽ lựa chọn tông của mình là tông cao đi. Sau đó ở phần trưởng đơn vị này thì mình lại cho tông thấp để các bạn nhận ra rõ được sự chênh lệch giữa hai cái tông này. Tất nhiên là X-low, X-high là cái cực thấp và cái cực cao, các bạn có thể thử. Còn với phần volume của chúng ta thì tất nhiên để điều chỉnh to nhỏ của giọng đọc rồi. Ví dụ mình muốn câu Bệnh viện Đại học Y Dược Hồ Chí Minh để đọc to hơn thì mình sẽ bôi cái này và chọn volume. Sau đó chọn phần loud ở đây để to đi. Còn nếu bạn nào muốn nhỏ hơn thì chọn cái ở phía sau nhé. Và mình sẽ chọn convert, chúng ta cùng nhau nghe lại. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Vũ, trưởng đơn vị điều trị ban ngày, Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, 13 giờ 20 phút ngày 12 tháng 2 năm 2022, ông đã gặp nhiều bệnh nhân đau bao tử.
Và như các bạn thấy là chúng ta đã có tông thấp, tông cao, rồi là kể cả phần tăng âm lượng nó cũng có tăng. Nhưng mà có vẻ như mình để loud này chưa tăng nhiều lắm, nhờ cảm giác tăng có một tí thôi, nó không thực sự là quá chênh lệch nhiều. Và nói chung là mình cảm thấy ưng ý với giọng đọc AI này, kể cả là mình không tinh chỉnh gì cả, nó đọc đã hay rồi. Và như vậy là mình đã chỉ các bạn xong về việc sử dụng giọng đọc AI như thế nào. Chúng ta cùng nhau tới phần phiên dịch viên là một phần cũng rất là thú vị. Và phải sử dụng cái phiên dịch viên này thì các bạn mới có thể sử dụng tối đa tính năng của phần mềm được. Bây giờ mình remove bớt những thứ linh tinh đi nhá. Và mình cũng sẽ bỏ luôn cái phần là ngày tháng năm của chúng ta đi. Đấy, phần này không cần thiết. Bây giờ thay vì chọn Việt Nam ở phần Output Language thì mình sẽ lựa chọn là tiếng Anh. Tiếp tục ở trong phần On Voice này thì mình sẽ lựa chọn một giọng đọc mình thích để mình xem có gì hay nào. Rồi thì ví dụ như là YouTuber đi, chắc là MrBeast nhá. Đây là một người mình khá là thích ở trên YouTube. Anh ấy có những cái video thực sự nó thú vị và có phần gì đó nó hơi crazy. Và mình đã có giọng đọc của MrBeast để xem là anh này mà đọc báo Việt Nam thì như thế nào. I'm currently specialist Dr. Hinton Vuda, the treatment unit, University of Medicine and Pharmacy Hospital. How kind and see, he has met many patients with stomach pain and abdominal pain due to heat because of warming the body with ginger water. Lemongrass. Nghe nó hơi buồn cười nhỉ, nó không giống thực sự là MrBeast lắm, chắc là do văn này văn Việt Nam. Chứ nếu mà văn nước ngoài nghe sẽ hay hơn. Rồi, chúng ta thử thêm một người nữa để mình xem là có ai không nào. Ai ở mình hay xem video, thực sự là mình xem không mỗi MrBeast thôi các bạn. Mình có thấy một giọng đọc đến từ PJ Dream ASRM, nghe thử xem thế nào. Và convert. Nghe thử thôi. According to specialist Dr. Aya and Tamavitas, the day treatment unit, University of Medicine and Pharmacy Hospital, Chairman said, yeah. Ui trời ơi, nó lại còn thổi phù 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 nữa các bạn ấy. Đúng kiểu ASRM luôn. AI bây giờ đỉnh chưa anh em? Không thể ASRM, ok, lại ASMR. ASMR, ok, em nhầm, 1, 2, 3, bắt đầu. Ôi dồi ôi, còn thổi phù phù nữa các bạn ạ. Đúng kiểu là ASMR luôn, thật không thể tin được. AI đỉnh thật sự. Rồi, bây giờ mình sẽ làm một câu chào kênh của mình nhá. Đã có câu chào, chúng ta cùng nhau nghe thử những người đàn ông cực kỳ đặc biệt. Ví dụ như là Super Mario. Đây, mình đang có là rất nhiều Mario khác nhau thôi. Mình chọn Mario bản gốc đi ha. Convert. Để xem là Mario mà chào các bạn đến với kênh của mình thì sẽ thế nào. Welcome to our Back to Reviews YouTube channel. I wish you a good day. Ôi, được nhờ, Mario chào các bạn đây. Tiếp tục các bạn nha, mình sẽ thử tiếp với một ông nữa như là ông Luigi đi. Ông này cũng vui này. Welcome to our Back to Reviews YouTube channel. I wish you a good day. Kiểu cảm giác tuổi thơ anh em nhỉ. Ở đây mình thấy có cả SpongeBob này, trong cái chương trình season thì mình quên mất tên rồi nhưng mà đọc khá là thú vị, mình thử cho các bạn xem luôn. Welcome to our Back to Reviewers YouTube channel. I wish you a good day. Ok nhá. Phần mềm này hỗ trợ rất nhiều thứ hay và hy vọng rằng các bạn sẽ có thời gian để trải nghiệm toàn bộ phần mềm của chúng ta iMyPhone VocBox. Và tất nhiên đường link của phần mềm mình sẽ để ở phần mô tả để các bạn tiện tham khảo. Còn bây giờ thì xin chào mọi người và hẹn gặp lại trong những video lần sau của Review OS.